Bà ơi, cháu về rồi bà ơi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng vàng trắng như mây. Bà ơi. Thật thật thật. Thằng chó con của bà nó đổi ngã ba bây giờ. Bà nhớ sao không? Bà nhớ. Chẳng có quà đâu bà này. Cầu mong ông, bố mẹ ở trên cao phù hộ cho bà, cho cô, cho anh em chúng con được mạnh khỏe, vạn sự như ý. Tôm rang với khế đây. Món khoái khẩu của cháu đi nhá. Đây rồi. Món tủ của bà đấy. Cơm doanh trại đã ngon, nhưng mà vẫn thơm cơm của bà. Thôi chỉ dẻo mỏ thôi. Ăn đi. Thôi ăn đi nào. Chào mời bà, chào mời cô ạ. Ừ. Ui, lâu lắm cháu đã ăn món này đấy. Ăn đi, ăn nhiều vào. Ngon không? Ừ, ngon quá. Ừ, tuyệt luôn. Thế lần này về được mấy ngày? Dạ, cháu được nghỉ 5 ngày cô ạ. Mà nhá, cháu còn được cho tiền để đi về cơ. Được nghỉ 5 ngày thì tốt rồi. Nay nghỉ ngơi, mai đi sang nhà bác tâm thụ với bà. Hôm qua bà gặp hai bác rồi. Bà nói chuyện là hai bác đồng ý là khi nào cháu ra quân thì hai bác sẽ lo cho cháu một công việc phù hợp. Cháu không phải lo gì cả. Dạ. Thế để mai cháu đưa vào đi. Ừ. Thế ăn đi. Dạ. Ăn nhiều vào. Dạ. Ăn đi. Phải ăn hết đấy nhá. Bà chuẩn bị rất là kỹ đấy. Cháu á, có mà ăn hai bà mẹ luôn đấy chứ. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Cháu bóp thế này bà có thích không? Bà thích lắm. Bà ơi bà, thế nhỡ sau này mà cháu đi học xa ấy, cháu không bóp vai thường xuyên cho bà được, thì bà có giận cháu không? Ơ kìa bà. Thật ra là cho đến tận khoảng thời gian gần đây, cháu mới cảm nhận được rằng là cháu muốn làm gì tiếp. Cháu thấy rằng cháu vẫn có thể làm những điều có ích, vẫn có thể cống hiến và vẫn có thể nối tiếp hành trình của ông nội. Bà biết mà, đối với cháu, bà, sự đồng ý của bà quan trọng như thế nào mà bà. Bà cho phép cháu, bà ủng hộ cháu bà nhá. Cháu trách bà cũng được, cháu ghét bà cũng không sao. Nhưng việc này bà không thể ủng hộ cháu được. Mẹ, chị để yên để tôi dạy cháu tôi. Nhưng mẹ cũng để cho cháu nó nói hết đã chứ. Không can gì đến chị. Ok bà. Bạn bè của cháu, chúng nó có bố, có mẹ để gọi mỗi khi bị bắt nạt hay buồn chán. Nhưng cháu thì chỉ có bà mà thôi. Bọn trẻ con học lớp mẫu giáo, chúng nó thường hát bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Nhưng cũng chỉ có cháu
mới hiểu được cháu yêu bà như thế nào. Trong từng câu chữ ấy, mùa hè bà xoa lưng, mùa đông bà ủ ấm. Lúc cháu đi sai đường thì bà kéo cháu lại. Điều lớn lao nhất trong cuộc đời mà cháu mơ ước, đó là phải thật trưởng thành để lo được cho bà, để làm bà vui, để làm bà tự hào. Chứ không phải để bà phải khóc vì cháu như thế này. Bây giờ thì bà không cần tự hào nữa. Thứ bà cần là sự yên tâm. Cháu có biết có lúc bà sợ lắm không? Bà sợ lỡ mà cuộc đời bà bị thất hứa nhiều nhất chính là lời hứa bình an trở về. Cả bố cháu, cả ông cháu đều là những người nói được, làm được. Nhưng lời hứa trở về thì không.